Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Vì Ngài là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời Ngài không hề thay đổi. Chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu của Chúa, ân điển của Chúa thật là lớn lao trên cuộc đời của chúng con. Ngài bảo chúng con rằng, dầu núi có giờ, dầu đời có chuyển, nhưng mà lòng nhân từ của Ngài không bao giờ chuyển giờ trên mọi cuộc đời của chúng con. Buổi tối hôm nay chúng con công bố sự thông viết của Chúa, sự đồng chạm của Chúa, và đặc biệt xin Ngài thêm sức mới cho dân sự của Đức Chúa Trời suốt một ngày học. Ngay trong giờ này, Chúa ơi, Ngài thêm sức mới cho dân sự của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Ngài gìn giữ đề tớ của Chúa là một sư bảo đang ở ngoài Hà Nội. Chúa gìn giữ đề tớ của Chúa trong sự bình an, và dân sự của Chúa ở đây, Chúa giúp đỡ cho mọi chuyện được tốt đẹp. Con cảm ơn Chúa. Chúng con cũng cảm ơn Ngài, Chúa cho vợ chồng con buổi tối hôm nay được đến đây thăm anh chị em. Con thấy được tấm lòng anh em con đối khác lời của Chúa, siêng năng trong sự cầu nguyện và hết lòng thờ của Chúa. Con rất là cảm động, Chúa ơi. Ngài báo phước lại cho dân sự của Chúa tại đây các bộ phận hơn nữa. Con cảm ơn Ngài. Con dân thì giờ này trong tay của Cha. Trong giờ này chúng con cùng suy ngẫm về lời của Đức Chúa Trời. Xin Ngài cho chúng con hiểu được lời của Chúa. Chúng con biết ơn Chúa. Chúng con hiệp chung nhau và cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta có tay một con ngợi. Amen. Chúng ta cùng đứng ngồi và thánh chúng ta cùng ngồi. Dạ. Tại vì trong này có một số người mới, cho nên tôi tự giới thiệu. Tôi tên là Phong. À, đây là vợ của tôi. Và cảm ơn Chúa, Chúa cho hai vợ chồng tôi thì có hai cháu, một cháu trai thì năm nay 17 tuổi và cháu gái được 8 tuổi. Cảm ơn Chúa, đó là bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, buổi tối hôm nay thì tôi biết quý vị đã học suốt cả ngày rất là mệt mỏi, cho nên trong giờ này thì tôi cũng không muốn làm mất nhiều thì giờ quý vị làm gì. Nhưng do vậy chúng ta vẫn biết rằng lời của Đức Chúa Trời là linh lương nuôi dưỡng trên cuộc đời của chúng ta. Amen. Có lời của Chúa sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ. Tôi hy vọng là tôi sẽ không chia sẻ dài quá. Và trong giờ này xin chúng ta cùng mở với tôi ở trong sách Matthew đoạn thứ 16. Chúng ta xem lời của Đức Chúa Trời từ câu 14 cho đến câu số 17. Một vài câu kinh thánh để nhắc nhở chúng ta về học cái chủ đề là nhận biết Chúa Giêsu Christ là ai. Matthew đoạn thứ 16 từ câu 14 cho đến câu số 17. Yeah. Chúng ta có hết chưa? Rồi xin chúng ta cùng đọc chung. 2, 3. Đọc thì đến là thôi. Xin mời một người nào nhận hai tiếng tốt đọc một người thôi. Xin mời cô nè. Con hát. Con lớn tiếng đọc cho mọi người nghe không? Xin mời con lớn tiếng đọc. Xin mời con lên. Lớn tiếng đọc cho mọi người cùng nghe. Matthew đoạn số 16, câu 14 đến câu số 16. Môn đồ thưa rằng, người nói là Giăng Báp-tít, kẻ nói là Ê-li, kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi hay là một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng, còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Peter thưa rằng, Chúa là Đức Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Amen. Tôi muốn nói với quý vị rằng chúng ta cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu đi ngang qua cái địa phận của thành Philip này. Thì bây giờ thì Chúa Giêsu quay lại hỏi các môn đệ rằng, người ta bảo rằng thầy là đấng tiên tri Eli, hay là người thì bảo khác là Giăng Báp-tít, người thì bảo một đấng tiên tri nào đó, còn các ngươi nói ta là ai? Thì bây giờ ông Phi-e-rơ ông nói là thầy là đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống. Và tối hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị rằng chúng ta tin Chúa là một điều phước hạnh. Chúng ta nhiều người trong cái Chúa ở tại Cà Mau này tin Chúa qua những dấu kỳ quyền năng phép lạ của Chúa. Nhưng một lần nữa tôi muốn nói với quý vị rằng chúng ta không phải chỉ tin Chúa vì phép lạ, nhưng mà chúng ta cần biết mà mình tin Chúa, mình cần nhận biết Chúa Giêsu Christ là ai trên cuộc đời của chúng ta. Amen. Nếu mà chúng ta tin Chúa chỉ vì phép lạ, mai mốt có những căn bệnh khác, e là chúng ta sẽ bị vấp ngã. Nếu chúng ta tin Chúa vì một phép lạ đến rồi phép lạ sẽ đi. Chúng ta tin Chúa vì một sự tiếp trợ nào đó, sự tiếp trợ đến rồi chúng ta xài cũng hết. Nhưng mà nếu chúng ta nhận biết Chúa Giêsu là ai trên cuộc đời chúng ta sẽ dù hoàn cảnh như thế nào đó, mình sẽ không bao giờ bỏ Chúa. Amen. Chúng ta mình ý thức rằng chúng ta là một tội nhân. Chúng ta là một tội nhân. Chúng ta vốn là người bị chết mất, mà Chúa Giêsu đã đến và cứu mọi người trong chúng ta rồi. Ngài tha thứ tội cho chúng ta và nhận chúng ta làm con của Ngài.
Đây cứ là điều tuyệt vời. Có một bài thánh ca tôi thích hát là: Con tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn yêu thương con. Con tạ ơn Chúa vì Ngài hằng chăm sóc con. Con tạ ơn Chúa vì con được làm con của Ngài. Có nhiều điều chúng ta cảm ơn Chúa vì mình mới được cái chiếc xe gắn máy. Một số người cảm ơn Chúa con mới được chữa lành. Có một số người cảm ơn Chúa vì con mới được mua căn nhà. Những cái điều đó chúng ta cảm ơn Chúa, không có gì là sai cả. Nhưng mà tôi khích lệ mọi người chúng ta cảm, con cảm ơn Chúa vì con được làm con của Ngài. Làm con của Đức Chúa Trời đó là một cái điều tuyệt vời. Tôi xin nói với vậy rằng tôi là một người tin Chúa bởi phép lạ. Nhưng mà tôi không sống trong phép lạ. Tôi sống trong ân điển của Chúa, sống trong ơn thương xót của Ngài. Amen. Quý vị biết rằng tôi từ bé, lúc mà tôi 3 tháng tuổi thì gia đình tôi đã chở tôi đi và nuôi ở trong bệnh viện. Và phổi tôi đã bị lủng lỗ và họ hút ra cả hàng lâu sư vô mũ, hàng lâu sư vô mũ vậy. Và cái lỗ hút vẫn còn, cái lỗ trống rất là bự tại đây. Và tôi đã bị bệnh não. Cô này bảo là trời nắng làm nhức đầu. Còn tôi là phải 9 giờ sáng là tôi đầu tôi đập vào tường mà thôi. Vì tôi bị bệnh não, tôi bị bệnh nhiều nên tôi học hành không tới đâu cả. Rồi tôi vào trong chùa tôi ở có. Tôi đi quét đá đa có. Tôi đi lau hình tượng có. Rồi tôi vào trong yếu trong đình tôi ngủ luôn cho nó khỏe. Tôi càng cố gắng chừng nào thì cuộc đời tôi càng tuyệt vọng chừng đó. Sau đó tôi thấy quê hương tôi nghèo quá. Quê hương tôi ở miền Trung, quê hương Anh nước mặn đồng chua. Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Nghèo lắm, đói lắm, khổ lắm. Tôi quyết định tôi bỏ xứ tôi vào trong Sài Gòn. Đi bằng dây số có, đi làm dây chai có, ngủ dưới bàn bia người ta có. 3 ngày 4 ngày không có nước tắm là chuyện bình thường. Đói lên khổ xuống, mũi cắn tay tôi nát hết không còn cái gì luôn. Mũi mà mũi Sài Gòn dưới tắm lên, từ tôi tan nát hết. Nhưng mà tạ ơn Chúa, trong khi tôi tuyệt vọng tôi uống thuốc tay từng bụng dày, bạn tôi chở tôi đi cấp cứu rồi. Nhưng mà bởi ân thương xót của Chúa, một ngày khi tôi đi lang thang ở ngoài đường, tôi gặp được một ông chủ. Ông thấy tôi ổn thương xấu quá, ông kêu vào, ông cho tôi mai trong tiệm ổng. Sau này tôi mới biết được là không phải là vì ông kêu tôi vào làm, nhưng mục đích ông kêu tôi vào để ông giới thiệu về Chúa Giêsu trên cuộc đời của tôi. Ông cho tôi mai, ông giúp tôi mai, ông dạy tôi mai. Sau bắt đầu ông dẫn tôi đi nhà thờ. Trong đầu tôi nghe đi nhà thờ là một cái điều gì đó thiêng liêng lắm. Và quý vị, nhà thờ là điều gì tôi cũng thấy đó. Mình nghĩ làm sao được ta, mình là đạo Phật từ nào đến giờ mà bây giờ theo cái đạo này nghe nó là bỏ ông bỏ bà, và đạo này là đạo của Mỹ nữa. Cuối cùng là nguy hiểm vô cùng, tôi không dám đi. Nhưng mà ông bảo tôi đi nhà thờ hoài thì tôi cũng ráng đi nhà thờ. Tôi mượn chiếc xe đạp, tôi đạp từ ở ngoài qua bờ quẹo chạy lên tớ ở Đầm Sen. Từ Đầm Sen tôi chở ông đi qua bao nhiêu căn nhà thờ đẹp thiệt là đẹp, ông không chịu ghé vào. Tôi nói cái gì kỳ đi nhà thờ mà thấy nhà thờ không chịu vào. Mà sao đó tôi biết đó là những nhà thờ Công giáo, ông không dám vào. Đến cái nhà thờ tôi làm thiệt là to, tôi mong ông vô, ông không vào. Ông bắt tôi chở và hai anh em đạp xe đạp thay phiên nhau đạp nó tới ngoài thanh đàn, lên trên tới trên lầu 3 và vốn lại có chừng 10 mấy 20 người. Tôi nói nhà thờ đấy hả? Và mới bữa đầu tiên vô thì ông mục sư ông giảng cho tôi một bài giảng là: Hãy nộp phần 10 cho Đức Chúa Trời. Ê, ai mà không nộp phần 10 Đức Chúa Trời bị rủa xả. Tôi nói cái gì vậy nè? Làm ăn không đủ ăn, không đủ mặt, không đủ tiền trả tiền nhà, mà bây giờ vô cái hội này câu đầu tiên là phải nộp 1/10. Ông đưa ra 100 ngàn, nếu các bạn có được 100 ngàn các bạn có chết cho 10 ngàn bỏ, các bạn được 1 triệu các bạn có chết cho 100 ngàn bỏ để dâng cho Chúa. Tôi nghe toàn là những chuyện gì mà dâng, tôi thôi không theo đạo này, không theo đạo này đâu. Ông bắt tôi, ông nói cái gì đó tôi không biết, mà ông nói cho tới 11 giờ trưa. Tôi đói bụng quá chừng bụng vậy, ông nói hoài vậy. Thôi tôi thấy tôi biết rồi. Ông biết tôi quỳ gối lên, tôi cũng quỳ gối lên. Quỳ gối là ông hướng 5-3 câu, ông nói gì tôi nói đại cho vậy. Cho ông thả tôi ra khỏi cái cửa. Tôi xuống tôi mua một ổ bánh mì 2.000 đồng trong thời bây giờ tôi ăn. Tôi về tôi mừng quá. Tin Chúa kiểu đó. Nửa đêm khuya tôi nghe cứ nói Chúa hoài. Tôi quỳ thẳng gối lên ông. Lại ông Giêsu, nếu ông có thật, ông chữa cho tôi hết bệnh phổi này, tôi hết bệnh thận này. Thế tôi thận tôi bị hư và tôi đi khám bác sĩ rồi. Tôi không có khả năng lập gia đình và không thể nào con còn. Và não của con như thế này, xin Ngài chữa lành cho con. Nếu mà ông mà chữa lành cho tôi thật sự, tôi sẽ dâng cuộc đời tôi để phục vụ ông. Tôi chọn 12 giờ đêm tôi cầu nguyện, chứ không cầu nguyện bình thường. Tôi nghĩ là cái giờ đó là giờ linh. Tại vì tôi từ đó đến giờ là đi theo bên đó là mình biết rồi. Cứ giờ là linh đó,
ra mà gọi là khấn, ra mà gọi là nguyện rồi giá rồi ban rồi xin, chứ không phải là dùng cầu nguyện. Nhưng mà quý vị biết không, lòng thành tâm của tôi như vậy Chúa đã nghe. Amen. Quyền năng của Ngài đã tác động phổi tôi, mà trước bị lỗ rất là nhiều lỗ, mà bây giờ Chúa cho lành lặn và nói, có thể là tôi bỏ việc rồi, tôi nói quý vị cũng còn nghe được nữa. Amen. Chúa là đấng chữa lành. Amen. Amen. Ngày xưa ở quê tôi bệnh lé mắt, người ta đặt tôi là phong lé, tôi nhìn nè lé, tôi ốm, tôi đưa cái răng, người ta đặt tôi là phong hô. Phong hô á, ông nhiêu nhất phong gầy, phong tầm gánh, phong hủi, cái phong nào mà tệ nhất là tóc hết cái cuộc đời của tôi. Nhưng mà tôi tạ ơn Chúa, sao khi tin Chúa biết đã thành phong độ rồi nha. Amen. Amen. Không còn là phong lé luôn nữa, mà trở thành phong độ của Chúa Giêsu. Chúng ta vỗ tay lời khen Ngài. Chúa chúng ta là đã có thần. Amen. Vì thần của Ngài là thần, không bao giờ thay đổi. Nhưng mà tôi muốn khích lệ quý vị buổi tối hôm nay là chúng ta tin Chúa không phải chỉ bằng chỉ phép lạ mà thôi. Đừng dừng lại chỗ phép lạ, nhưng hãy tin Chúa bằng cả cái niềm tin mình đặt nơi Ngài là đấng sáng tạo vũ trụ này. Ngài là đấng có quyền cầm quyền của sự sống và sự chết. Tôi hỏi quý vị, những người bệnh cuối cùng có chết không? Còn mấy người khỏe không chết đúng không? Chưa chắc nha. Mắt tôi đã thấy mấy người bệnh đó, họ nằm trong giường từ năm này qua năm nọ không sao hết, mà mấy khỏe khỏe chạy xe rồi tôi thấy bầm rồi tiễn đưa rồi khóc lóc. Như vậy chưa chắc người khỏe mà sống lâu hơn người bệnh. Nhưng mà tôi muốn nói bằng trên là sống chết là thuộc về Đức Chúa Trời. Nhưng mà quan trọng sau khi qua đời, ai là người tiếp nước tinh thần mình mới là quan trọng. Anh em quý vị đừng có nghĩ là mấy người giàu thì sướng hơn những người nghèo. Chưa chắc. Những người ở Cà Mau chúng ta rất là chất phát thật lòng. Sáng ra giăng lưới bắt được con cá nào, con tôm nào, nó có thể là thiếu phương tiện vậy, nhưng mà ăn cơm với cá bình thường vậy, ăn rau vào đồng vậy mà quý vị là khỏe. Còn mấy người ở trên thành phố mà ăn uống sung túc quá, tôi nói bằng kia là bệnh tiểu đường lát thật. Có những người có những đêm khuya nhức đầu tính toán sổ sách đến 1, 2 bao nhiêu khuya còn chưa được ngủ. Còn quý vị 9 giờ tối là quý vị ngủ khò cho đến 5 giờ sáng rồi. Amen. Vấn đề tại đây là chúng ta cần phải biết rằng mình là ai mới là trong Chúa mới là quan trọng, chứ không phải chỉ là vài ba phép lạ hay là mình tin Chúa để mình được cái gì. Có một người đó là tôi cầu nguyện chuyến này mà Chúa mà không nhận lời tôi chuyến này, tôi giận Chúa, tôi bỏ Chúa luôn. Chú biết tài tôi giận luôn, bỏ Chúa luôn. Chú ở trên Chúa cười như thế nào, giận Chúa bỏ Chúa ai thì thòi vậy ta, ai thì thòi vậy ta. Vấn đề là chúng ta tin Chúa không phải chỉ là phép lạ không, mình tin Chúa để Ngài tha tội và Ngài cứu mọi người trong chúng ta. Amen, amen. Cho nên Phi-e-rơ xưng nhận rằng Chúa Giê-xu là đấng Christ, là con của Đức Chúa Trời. Bao lâu mà chúng ta thừa nhận, chúng ta biết được rằng Chúa Giê-xu là đấng Christ, nghĩa là đấng được sự sức dầu, đấng chịu sự sức dầu từ trên trời xuống, đấng đó đến để cất tội lỗi của nhân loại đi. Amen. Đấng đó để ban cho mọi người ra khỏi sự hủ xả, ra khỏi sự luật pháp, ra khỏi bị trói buộc, ra khỏi địa ngục, mà ban cho mọi người đã được tự do làm con của Đức Chúa Trời và được sự sống đời đời. Hỡi ông bà chị em yêu dấu, tôi muốn nói với chị em rằng quyền năng của Đức Chúa Trời đã tác động và đã bày tỏ cho Phi-e-rơ biết và nhận biết Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời. Cho nên qua bao nhiêu thăng trầm khó khăn thử thách, Phi-e-rơ không hề bỏ Chúa. Amen. Phi-e-rơ thì Chúa có gặp đăng đề không quý vị? Quý vị tin Chúa, quý vị có gặp đăng đề không? Nghe nói có người tin Chúa Cà Mau không được gặp đăng đề mà. Có phải vậy không? Nhưng mà qua những đăng đề chúng ta sẽ tạ ơn Chúa nhiều hơn. Amen. Qua những khó khăn chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa nhiều hơn. Amen. Chúng ta cùng xem với nhau trong Colosse đoạn 2 câu số 6. Xin mời các cô nó lớn tiếng đọc dùm Colosse đoạn 2 câu số 6 để cho nhắc nhở cho chúng ta một câu này. Colosse đoạn 2 câu 6, mời cô đọc lớn giùm. Colosse đoạn 2 câu số 6. Anh em đã nhận Đức Chúa Giêsu Christ thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy. Amen. Anh em hãy nhận Chúa Giêsu Christ thế nào thì hãy bước theo Ngài thế ấy. Đừng có lay động. Amen.
Tôi nghe nói là tà giáo bây giờ tấn công cái điểm yếu của mình ở đây nhiều lắm. Mà anh chị em nên nhớ rằng ngày xưa mình là ai? Mình là người coi như là mê muội thờ ma lạy quỷ, mình mê tính gì đó. Ngày mùng 10 mình mùng 5 17 23 cho tùm lum la, rồi mê tính gì đó đủ thứ, mình khổ sở. Mà bây giờ mình tin Chúa, Chúa giải cứu mình rồi. Ngày xưa mình là sao mà bây giờ mình như thế nào? Thì qua điều đó thì chúng ta cứ giữ niềm tin vững vàng trong Chúa. Amen. Đừng để một tin lành khác đến dụ dỗ anh em. Amen. Tôi muốn anh em chúng ta tại đây hãy cùng gắn chặt với bà ngoại, với má Tuyết tại đây, với ông bà mục sư Bảo, chúng ta tiếp tục mở mang vương quốc của Chúa. Anh em đừng để cho cái linh chia rẽ là tiền bạc, là dụ dỗ, rồi bảo bắt tên lại, bắt tên tới, bắt tên lui, quên nó đi. Chúa Giêsu bảo rằng hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh mà làm bắt tên cho họ. Chúng ta vâng theo lời Chúa Giêsu, chúng ta làm y chang như vậy thì cái tính đó là thì được cứu, là được cứu rồi. Amen. Đừng có thêm bớt gì vào trong đây nữa. Còn đừng bao giờ nghe đâu Đức Chúa Trời có mẹ, đã gọi là mẹ, gọi là có cha và có mẹ tầm bậy, gọi là có thêm người mẹ nữa thì đâu có còn gì được gọi là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chúng ta là đấng tự hữu và hằng hữu. Amen. Ngài là đầu tiên và Ngài là cuối cùng. Ngài là Alpha và là Ngài là Omega. Ngài có quyền làm cho sống và Ngài có quyền làm cho chết. Ngài có quyền làm cho giàu và cho nghèo. Ngài có quyền ban cho và Ngài có quyền lấy lại. Ở ông bạn chị em đừng bao giờ mắc ưa. Amen. Bạn bè xấu sẽ làm hư thối nó tốt. Ô bảo đâu ơi, mình tin Chúa rồi, khỏe rồi, bởi ân điển mình được cứu. Cho nên bây giờ mình đi nhậu thỏa lái, không ai phạt mình đâu. Nhậu cỡ nào cũng được lên thiên đàng, phạm tội cỡ nào cũng được lên thiên đàng. Phạm tội rồi, phạm tội tại dân bỏ vợ bỏ chồng, rồi đi ăn nhậu rồi xì chê ma túy cũng được lên thiên đàng. Hỡi bọn chị em, chúng ta tin Chúa thì linh hồn chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta được cứu điều đó chắc chắn. Nhưng mà chúng ta sống trên đất này, chúng ta là muối của đất nữa. Anh em, chúng ta cũng là sự sáng của thế gian này nữa. Tin Chúa là một chuyện, mà tái sanh đổi mới là một chuyện khác. Đừng bao giờ nghe những người khác dụ dỗ. Tôi khích lệ hội thánh của Chúa buổi tối hôm nay là chúng ta nhờ ơn Chúa mà gắn chặt với nhau, yêu thương nhau và làm sẵn dành được Chúa Trời. Amen. Đủ 10 phút chưa bằng sư tí? Dạ, tiếp tục không? Bây giờ bà thấy đủ rồi, bà giờ ta cho tôi dừng lại. Amen. Bà bảo tối nay tôi chia sẻ chỉ đến 15-20 phút chưa? Bao giờ mà quý vị cảm thấy tôi chia sẻ mà tức như tôi không làm quá 30 phút mà quý vị không thích nữa, quý vị giơ tay thì tôi sẽ dừng lại. Rồi chúng ta cùng xem ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu số 18. Còn một vài câu kinh thánh nữa chúng ta sẽ dừng. Xin mời cô đã đọc giùm tôi Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu số 18. Hồi nãy thì Colossae nhắc cho chúng ta là chúng ta tin Chúa thể nào thì chúng ta hãy bước đi theo Ngài thể ấy. Amen. Đừng dây chuyển, đừng có bị lung lay, đừng bị tác động. Rồi trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu số 18 nói gì? Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu số 18: Và Đức Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần là đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. Amen. Đức Christ đã vì tội lỗi chúng ta mà đã bị chết rồi. Và cảm ơn Chúa, về phần xác thịt thì Ngài đã bị chết, về phần linh hồn thì Ngài vẫn còn sống. Cho nên chúng ta cần phải nhận biết rằng Chúa Giêsu là đấng đã chết thay tội cho chúng ta rồi. Đúng lý ra tội đó tôi và anh chị phải chịu, nhưng mà Ngài đã gánh thay cho chúng ta rồi. Chúng ta biết ơn Chúa. Philip đoạn 3 câu số 10, đoạn 3 câu số 8. Xin mời đọc cho tôi Philip đoạn 3 câu số 8. Đọc cho tôi Philip đoạn 3 câu số 8. Philip đoạn 3 câu số 8: Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Hoặc tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được đấng Christ. Amen. Sự nhận biết Chúa Giêsu là quý báu hơn hết. Mình nói người bên cạnh này, sự nhận biết Chúa Giêsu là quý báu hơn hết. Sự nhận biết Chúa Giêsu là quý báu hơn hết. Amen. Cái này tôi quý hơn. Có nhiều người biết nhiều thứ lắm. Có một cậu sinh viên kia đi học trên thành phố, học đủ thứ hết, về đi qua công đò, đi với ông già hỏi ông biết tại sao mà có nước thế này, tại sao nó thủy chiều thế kia. Hỏi cái gì ông già không biết hết, nó là ông mà không biết thủy chiều lên thủy chiều xuống là cuộc đời con mất một phần rồi.
Ông biết tại sao mặt trăng lúc là khuyết lúc là lặn không? Khi ông già ông biết không ạ? Ông cũng mất thêm một phần nữa rồi. Cái đồ hỏi ông biết tại sao mà có trời tối và trời sáng không? Ông già ông bắt đầu tôi không biết luôn. Ông đã mất thêm một phần nữa rồi. Đang đi nấu nói vậy, cuối cùng một cái cầu xoáy tứ, gió âm tới giữa con sông, cái chuẩn bị lật chiếc tàu. Cái rồi ông già nói là cậu có biết bơi không? Nói tôi không biết bơi. Ông già nói là cậu sẽ bắt trộn cả cuộc đời. Cậu biết như thế mà cậu không biết bơi ngay trong giờ này, cũng không cứu gì đời sống của cậu cả. Muốn nhắc nhở với người chúng ta rằng, có nhiều người ngày hôm nay biết nhiều thứ lắm, nhưng mà không nhận biết Chúa Giêsu là chưa trọn vẹn. Amen. Phaolô nói là sự nhận biết Chúa Giêsu là quý báu trên cuộc đời của ông. Như vậy buổi tối hôm nay tôi muốn hỏi bà chị là Phi-e-ra nó nhận biết Chúa Giêsu, Phaolô nó nhận biết Chúa Giêsu, còn tôi và anh chị có nhận biết Chúa Giêsu là ai trên cuộc đời của chúng ta chưa? Amen. Amen. Nếu chúng ta nhận biết Chúa Giêsu thật sự là ai trên cuộc đời của mình, chúng ta sẽ không vì cái người bên cạnh mà bỏ vốn. Amen. Có nhiều người đi vốn thấy người bên cạnh ghét không bỏ vốn, tức quá. Nhiều lúc giận con người mà mất Chúa không nên nha, không nên giận con người mà mất Chúa. Amen. Cái chuyện người ta làm giận mình là cái chuyện đó là chuyện bình thường, đó là con người cũ, con người xác thịt, nó đụng chạm với nhau là chuyện bình thường. Nhưng mà quan trọng chúng ta cần phải biết rằng ai làm cho chúng ta mà buồn, chứ mà Chúa không bao giờ làm cho chúng ta buồn. Con người thì đủ chuyện lắm, ngày nào tình yêu còn mộng mơ, tương lai càng rạng rỡ, tình Chúa quên mất rồi. Chúa vẫn giang tay rộng mời chờ đón con từng giờ, nhưng con chối từ thôi. Cái bài Chúa, con bắt đi nhậu, con bắt đi với bài, con bắt đi không đi nhà thờ. Rồi ngày nào tình yêu con xào đau, tương lai con xào não, chạy đến Chúa kêu cầu, Chúa vẫn giang tay rộng mời. Ôi tình Chúa vô bến bờ. Chúng ta thấy có ai yêu chúng ta bằng Chúa yêu chúng ta không? Dù lẽ như chúng ta, như tôi, hô như tôi, lùn như tôi, xấu như tôi, Chúa vẫn yêu. Ngài yêu tất cả mọi người. Amen. Dù có quý vị thành công cỡ nào, Chúa vẫn yêu là như vậy. Dù quý vị có làm ăn thất bại cỡ nào, Chúa vẫn yêu quý vị như vậy. Amen. Một ngày nào đó quý vị thành mà xấu cỡ nào, Chúa vẫn yêu. Mà mấy mốt quý vị được đẹp cỡ nào, Chúa vẫn yêu. Ngày nào quý vị thành công cỡ nào, Chúa vẫn yêu. Mà quý vị gặp những sự rắc rối cỡ nào, Chúa vẫn yêu như vậy. Tình yêu của Chúa không bao giờ thay đổi. Amen. Có người thì thay đổi cho chúng ta, mà Chúa không bao giờ thay đổi cho chúng ta. Nên mình cần phải nhận biết ai yêu mình và ai đã chết thay cho mình, và mình tin Chúa vì cái gì. Amen. Tôi ví dụ tôi đau cái tay, tôi tin Chúa để được lành. Mà nếu Chúa không chữa lành, liệu tôi có còn tin Chúa là không? Hay là nhà tôi bị dột, tôi mong muốn đến cái hội tin lành thiên ái này, thiên âm thiên ái này đây, sẽ giúp đỡ cho tôi có tiền để sửa nhà. Mà nếu họ chưa diệt, chưa giúp, liệu tôi có còn theo Chúa hay là không? Điều này rất là quan trọng. Nếu chúng ta nhận biết Chúa Giêsu là ai á, vật chất thì chúng ta cũng cần thật, nhưng mà vật chất phải đặt dưới xuống cái sự cứu rỗi linh hồn của chúng ta. Hơi khó nghe, nhưng mà nếu chúng ta cần biết là thúc đắng thì giả thật. Amen. Tôi giúp đỡ, tôi khích lệ mỗi người trong chúng ta là tin Chúa không phải chỉ mua lưỡi, mà tin Chúa bằng cả tấm lòng của mình. Amen. Một ngày kia thì cũng có một cái nhà thờ kia thì cũng có một người tin Chúa, bảo cái gì cũng Chúa, cái gì cũng Chúa, mà hai chống đối người này, chống đối người kia, rồi làm phá phách đủ chuyện hết. Họ cầu nguyện quá trời, Chúa sai một con cọp xuống chuyên gia ăn thịt những người nào chống đối, những người nào không tin Chúa. Nhưng mà rồi con cọp nó chỉ ăn những người nào không có Chúa, chống đối Chúa, còn người nào có Chúa không bao giờ ăn. Nhưng mà hôm kia đang nhốt trong nhà thờ như vậy, mục sư chuẩn bị giảng, có một người đứng lên cãi mục sư, lo lối mục sư, nói như này kia. Mục sư không chịu, mục sư nói là chương trình đã sắp đặt hết mà tại sao anh còn làm rối vậy. Mục sư không chịu làm theo, giận quá bỏ mục sư đi về. Người ta nói không anh ơi, cái giờ này giờ con cột nó xuống ăn thịt ta, anh ra của chừng năng á, tôi có Chúa cũng cột đồ ăn tôi được. Giận thế là bỏ ra khỏi nhà thờ đang nhốm thờ của Chúa. Anh đi vậy, anh vô đi, con cột nó trên cao nó bay xuống, nó tát đi đời sống của anh, nặng sạch sẽ không còn cái gì nữa. Sau cái giờ nhốt, mục sư của ban trị sự đến kêu con cột ra, trị con cột.
hỏi tại sao mà cái người đó có Chúa mà người ăn thịt sạch sẽ trên vậy. Con cột đó là nhìn kỹ đi, tìm kỹ đi, người ta tìm hoài vậy, ăn sạch trơn vậy, người ta tìm được dưới gốc cây toàn cái miệng. Có người ta hỏi con cột tại sao người chừa cái miệng lại, nó là chỗ nào có Chúa ta chừa lại. Còn chỗ nào không có Chúa tàn hả? Tôi hy vọng là tôi và quý vị không phải có Chúa chỗ này không, amen. Mà đời sống chúng ta thân thiện Chúa Giêsu trên đời sống của mình, amen. Mỗi ba người bên cạnh là tin Chúa phải theo Chúa hết lòng, amen. Tin Chúa phải nhờ Chúa hết lòng. Tin Chúa phải nhờ cậy thì Chúa hết lòng. Alleluia. Cảm ơn Chúa Giêsu. Alleluia. Hãy nhận biết Chúa Giêsu là ai trên cuộc đời của mình. Chúng ta đừng chỉ theo vì phép lạ không, đừng theo vì vật chất không, nhưng mà theo về sự cứu độ linh hồn của chúng ta. Amen. Chúng ta tin Chúa không phải cho chúng ta mà cho con cháu chúng ta nữa. Amen. Tôi kể câu chuyện ngắn nữa. Một ngày kia có một người chị em đi lên trên Sài Gòn và tin Chúa trong hội thánh Salon chúng tôi. Hai vợ chồng tôi đang quản nhiệm hội thánh Salon. Thì sau khi tin Chúa thì ba mẹ chị ấy lớn tuổi cho nên trở về quê. Trở về quê để chăm sóc ba mẹ thì xa quá không có đi nhà thờ được. Chúng tôi gửi vào một trong nhà thờ để đi dỗ. Đi dỗ một thời gian điện thoại là thầy cô ơi, em không còn dỗ chỗ này được nữa. Hỏi sao vậy? Chỗ này làm không đúng sách. Hỏi tại sao đúng sách? Em thấy mấy người đó mới ở trên nhà thờ cầu nguyện hát thánh ca là ngon lành lắm, về tới nhà chưa cởi áo dài ra dọc lên quýnh bài, dọc lên nhậu và chửi thề sùm hết. Cho nên em thấy rằng tin Chúa mà làm không đúng sách. Nói người càng tin Chúa như là đúng sách nha, amen. Tin Chúa như là đúng sách nha. Tin Chúa rồi phải làm đúng sách nha, amen. Phải làm đúng sách. Mình được cứu là bởi ân điển của Chúa, không phải là công sức của chúng ta, amen. Nhưng mà đời sống chúng ta phải tái sanh đổi mới chứ. Nếu mà tin Chúa mà mình làm không đúng sách, mình tin Chúa mà mình làm như vậy dứt phạm và làm ảnh hưởng. Follow đó là anh em là bức thư mà tôi viết gửi cho mọi người. Bức thư này không phải viết trên đá, trên bảng gỗ bằng đá, nhưng mà bức thư này tôi viết trong lòng anh em. Mỗi một chúng ta là một bức thư mà người ta có thể đọc được, đóng viết trên đời sống của chúng ta. Chúa Giêsu đã từng nói là tại vì các ngươi yêu thương nhau mà thiên hạ nhận biết các ngươi là môn đệ của ta. Xin mời cô đọc giùm tôi một câu nữa trong Galati đoạn 4 câu 8 và câu 9. Một câu nữa và câu nữa thì chúng ta sẽ dừng. Amen. Chúa muốn mỗi người trong chúng ta làm, mỗi một người trong chúng ta phải nhận biết Chúa Giêsu là ai trên cuộc đời của mình. Để rồi chúng ta theo Chúa không mỏi mệt, không sừng lòng, không bơ cục, mà theo Chúa bằng cả tấm lòng yêu dấu của chúng ta. Amen. Chúa giúp đỡ mỗi người trong chúng ta. Và xin mời cô đọc cho tôi. Galati đoạn 4 câu 8 câu 9. Xưa kia anh em chẳng biết Đức Chúa Trời chi hết, thì là coi các hồn vốn không phải là hồn. Nhưng hiện nay anh em biết Đức Chúa Trời, lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa. Sao còn trở hướng về lễ thói hèn yếu, nghèo nàn đó mà suy phục nữa ư? Xưa kia anh em chưa biết Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời chưa biết anh em. Nhưng nay anh em đã biết Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời biết anh em. Amen. Amen. Trước đây mình chưa tin Chúa, mình không biết Đức Chúa Trời là ai. Mình coi ông trời như cái nấm dung. Mình nghĩ ông trời là cục đá. Mình nghĩ ông trời là trong gốc cây. Mình nghĩ ông trời là trong một bàn thờ thiên. Mình nghĩ ông trời là giới hạn của một chỗ nào đó. Nhưng bây giờ mình tin Chúa rồi, mình biết rằng Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo vũ trụ này. Ngài là đấng có quyền đến tất cả mọi sự. Chúng ta biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đã biết chúng ta rồi. Mà khi chúng ta đã biết Ngài rồi, tại sao anh em còn quay lại lè lối cũ nữa? Anh em còn coi ngày, coi tháng, coi năm ư? Anh em còn mê tín gì đó? Ngày sáu mùng một Tết không được ai đến nhà của mình. Quét rác đừng quét ra, chỉ quét vô mà thôi. Cử bao nhiêu năm bài mà cái dạo chút xíu nào đó. Cúng sao đại hết mà vừa rồi cháy. Cháy lần chết lần 13, bốn cái ai cũng cười. Cúng sao mà cũng như là lũ đủ cái chuyện á. Càng cúng chừng nào thì cái ba cái tàn nhang nó bốc lên cháy rụi hết chừng đó. Càng coi bó chừng nào thì bao nhiêu tiền bạc cứ bị lún lùi đó. Cho nên chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, không còn quay lại mê tín dị đoan nữa. Amen. 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 Không có một người nào trong chúng ta nói là tuổi nè, anh gì dòng thân thị ngọ cứ hành xuân gì đó, quên cái chuyện đó đây. Nếu hai đứa đều kính sợ Chúa, yêu với Chúa, hợp với nhau mà cùng đức tin, chúng ta tổ chức đám cưới thọ chứ đừng có coi ngày qua tháng ở đây. Amen. Cũng thấy ngày nào tốt đẹp bà ngoại hoặc là má túy hoặc ông bà mục sư bảo đó là ngày đó tốt, họ thánh có thể tổ chức được là tổ chức,
chứ đừng có bắt rước dao lúc 2 giờ sáng như tôi. Kèo, tôi xuống dưới quê này rước rước gì đó, đi rước dâu, có thầy coi sao, rước dâu phải 2 giờ sáng mới vô, rồi sợ kẹt nước lên xuống không được á, tranh thủ đi sớm tới đó, mới có 1 giờ khuya mà mưa bay lạnh ơi là lạnh, mũi như áo vậy đó, chưa đến giờ, chưa được vô, bốc đứa mà hơn 1 tiếng đồng hồ, nào là mũi cán, nào là mưa bay á, về nguyên một đám toàn là cụ già, cả bệnh và đi bệnh viện bán hết, đã cưới xong còn như là lo nuôi bệnh không hết luôn. Trời ơi, ngày bây giờ như thả vậy, mình nói tự cảm tin Chúa không còn ngày tháng gì hết, tạm biệt. Mọi người trong chúng ta, amen. Đức Chúa Trời chúng ta là đấng toàn năng, và tại sao mình còn phải có ngày tháng năm ơn? Hãy nhận biết Chúa Giêsu Christ trên cuộc đời của mình. Chúng ta xem một câu nữa trong Tiên Cô Thê thứ nhì, đoạn 1 câu số 12 là câu kinh thánh cuối cùng mà tôi muốn gửi đến quý vị buổi tối hôm nay. Tiên Cô Thê thứ nhì, đoạn 1 câu số 12. Xin mời cô đọc giùm. Tiên Cô Thê nhì, đoạn 1 câu số 12. Ấy lại là cớ mà ta chịu khổ, nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì biết ta đã tin đấng nào, chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ ta, đã phó thác cho đến ngày đó. Amen. Biết rằng ta đã tin đấng nào. Chúng ta còn nói là ta đã tin đấng nào. Tôi đã tin đấng nào. Đấng đó có quyền trên cuộc đời của chúng ta. Có một tin thần tài, có một tin vào ba cái chuyện mê tín gì đó lung tung. Tôi xin lỗi, Cà Mau này là nổi tiếng mà mê tín gì đó. Cà Mau này là nổi tiếng vấn đề mà là cúng kiến. Cà Mau này nổi tiếng vấn đề mà có thầy cô bói. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta cần phải biết là mình đã được tin đấng nào. Khi mà chúng ta nhận biết Chúa Giêsu một cách rõ ràng như vậy, mình biết là mình tin đấng nào như vậy, chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa mà coi tất cả những chuyện mà giận hờn thử thách hay là bao cái chuyện mà mê tín gì đó là chuyện nhỏ, và chuyện thờ phụng Đức Chúa Trời là chuyện lớn trên cuộc đời của mình. Thấy là Chúa giúp cho mỗi người trong chúng ta hết lòng nhờ cậy Chúa, tin cậy Chúa và thờ phụng Chúa đến ngày Chúa Giêsu trở lại đưa chúng ta về thiên đàng ở trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. Xin chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện trong giờ này. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.